Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em đến kênh Di Động Hữu Phúc nha anh em. Tiếp tục clip sáng nay thì mình bây giờ cũng còn trưa rồi anh em. Từ sáng nó lu bu quá anh em. Công việc nhà mở tiệm ra rồi các kêu hết nên là nó cũng còn bận biểu quá. Bây giờ mình mới làm được clip cho anh em. Cũng tầm 10 giờ rồi. Thì anh em quan tâm theo dõi thì nhớ bấm đăng ký kênh nha để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình nha anh em. Con máy đầu tiên trong clip hôm nay là con 6 Plus anh em. Đây. 6 Plus vỏ riêng. Nó có hơi nhăm nhăm màn hình. Nhâm nhâm mấy vỏ chứ. Đây. Cái này do xe ép lưng nè anh em, nó hơi nhâm nhâm nha. Đó, máy thì ngoại hình mình thấy cũng còn ok. Đó. Ngoại hình của nó ok nha anh em. Kính đẹp anh em. Con này kính đẹp. Mình coi thử pin còn như phần trăm. Pin 82 nha anh em. Máy nguyên riêng hết ha. Màn riêng vỏ riêng. Nhưng mà cái này nó còn dính tài khoản nha anh em. Nó còn cái tài khoản cũ á. Không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà còn tài khoản iCloud cũ. Anh em về đừng có reset máy xài bình thường hết. Mọi chức năng full. 64GB. Con này 64GB. Máy Mỹ nha anh em. LL. Chạy phiên bản 12.4. Đây. Bộ nhớ 64GB. Mình để anh em giá 1.980.000. 1980 cho con máy riêng. Còn tài khoản mình có nói trước trong clip nha. 1980. Một cây duy nhất thôi. 64GB, 6 Plus. Tiếp đó anh em là con Samsung A10, máy riêng đẹp. Con này lưng cũng có xước sát nhẹ nhẹ theo thời gian sử dụng. Kính này đẹp can, có dán cần lực mình lột ra rồi. Còn rất là đẹp nha anh em. Samsung A10. Đó, máy rất là ok. A10 nha anh em. RAM 2 bộ nhớ 32, màn hình 6.2, pin 3400 nha anh em. Con này để anh em giá 1850 kèm sạc. 185, máy riêng nguyên hết. Đó. VIP luôn. Sáng đẹp. Samsung A10, đó vỏ thì có xước sát nhẹ nhẹ nha. Quay rất kỹ trong clip nha, anh em coi kỹ clip trước khi gọi điện cho mình nha. Số thẻ đặt máy thì 0355 356 356. Cọc trước cho mình cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu và những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cạc 100k Viettel. Ship hàng tận nơi cho anh em. Tiền cọc anh em trừ vào tiền ship, trừ vào tiền nhận máy. Nếu anh em nhận máy cứ được tiền ra nha. Ok. Theo con thứ ba trong clip này là con Ri 7 Pro. Con này có ốp lưng luôn. Lưng đẹp nha anh em. Lưng này gần như không xước sát gì hết. Riêng chưa thay thế. Lưng riêng. Nhưng mà màn thay có sao nói vậy. Màn thì mình đã thay rồi. Cái này khách người ta bế màn hình. Thay xong rồi cầm bỏ luôn anh em. Cầm bỏ luôn thì mình thanh lý cho anh em nhanh luôn. Ri 7 Pro. Màn đẹp, vỏ đẹp. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch. Pin con này 3600, giá để anh em 1.7 triệu. Máy rất là đẹp, 1.7 triệu nha anh em. 1.7 triệu kèm sạc cho anh em. Dán cần lực ốp lưng đầy đủ hết cho anh em rồi. Tiếp đến nha anh em là con Vivo i93. Vivo i93, ngoại hình mình coi thử coi. Lưng có xước sát này anh em. Đó. Lưng xước nha. Không có đẹp keng, kính thì đẹp. Kính thì ok rồi. Rồi, chất lượng màn hình coi sao đó. Kính thì đẹp, màn thì có vài đốm, phản quang có dính mấy đốm nha anh em, 123 này, 123 đốm này. Kiểu máy là 1811 là Vivo i93. Con này RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 6.2. Pin 4000 nha anh em. Để anh em giá 1.580.000. 1580 cho em RAM 332 Vivo i93. 1580 kèm sạc cho anh em. Tiếp đến là em Oppo A3s màu xanh đen. Lưng thì cũng có xước sát anh em, có xước sát nhìn vậy. Đây, quay kỹ cho anh em xem luôn. RAM 2 16 nha, màn hình 6.2. Pin con này 4000 nha. A3s, RAM 2 16. Pin 4000. A3s. Con này để anh em giá 1.550.000. 1550 kèm sạc cho anh em. Dán cần lực luôn. Máy bán ra thì kèm dán cần lực đầy đủ hết cho anh em nha. Tiếp theo clip là con Xiaomi Note 4 anh em. Máy đẹp kìa. Xiaomi Note 4 màu bạc. Máy lưng đẹp, vỏ đẹp. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch, pin 4000. Xiaomi Note 3, à Note 4, sorry anh em nha. Xiaomi Note 4 nha, RAM 3 32. Mọi chức năng full.
Xài ok luôn, máy riêng nguyên. Con này để anh em giá của nó là 1390. 1390 kèm sạc cho anh em nha. Máy bán ra có dán cực lực kèm sạc đầy đủ. 1390. Xiaomi Note 4 máy rất đẹp anh em. Tiếp theo clip là con gì đây? Samsung đi. Samsung Note 5 bản hàng. Máy thì bán ra như clip mình quay. Bút biết còn đủ hết. Anh em ơi, bút còn đủ nha. Máy thì đẹp, riêng đẹp, tầm 97. Đây. Anh em vỏ thao, sườn chưa riêng, không có cấn cát nhiều luôn. Nói chung máy rất đẹp, nhưng mà có ám, ám hai viền, có ám nha. Còn như là riêng hết. À, như này thì không có thấy rõ, nhưng mà màn trắng thì anh em sẽ thấy có những cái viền ám của nó. Có sao thì nói vậy. Quay chuẩn luôn cho anh em. Đó. Wi-Fi đầy đủ. Anh em cứ coi kỹ clip nha, trước khi đặt máy nha. Đợi mấy công gửi đi gửi về, mấy công tốn tiền ship anh em. Top 5. Bản hàng một sim. Đây. Bản hàng này anh em thấy không? Bản hàng nha. Mọi chức năng là ring full cho anh em xài, RAM 4GB. Đó, camera rất rõ nét nha. Camera trước sau rất rõ. Càng đét luôn anh em. Note 5 ra màn hình 5.7, RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3000. Để anh em giá 1850. Một con duy nhất thôi, 185. Tiếp theo clip là một em Samsung J4 Core màu gold. Màu gold, vỏ thì có xuất sắc theo thời gian, máy riêng. Màn hình góc trên có dính một vết xước anh em. Có một vết xước ra nha. Đó, còn tổng thể thì đẹp. J4 Lut, J4 Core, màn hình 6 inch, RAM 1, bộ nhớ 16, pin 3300. Thấy riêng nguyên. Quá đẹp. Để anh em giá của nó 1.1 triệu nha, kèm sạc. 1.1 triệu kèm sạc anh em. Xài chức năng ok luôn. Rồi, tiếp theo clip là con Realme 5i nha anh em. Realme 5i màu xanh đẹp. Nói chung là ngoại hình còn rất là ok nha. Nói chung đánh giá tầm 6-7 thôi. Không phải là kèm xà beng đâu anh em. 6-7%. Sườn vỏ. Kính màn hình còn đẹp anh em. Con này RAM 3, bộ nhớ 32. Realme 5i màn hình 6.5 inch, pin 5000 nha anh em. Đó. Pin con này là 5000. Nói chung anh em xài tẹt ga không sợ hết luôn. Trâu bò. RAM 3 32, Snapdragon là 665. Realme 5i. Nói chung rất là ok luôn. Máy dòng đời mới này nói chung anh em xài nó không ổn, anh em không có vấn đề hết nha. Còn này đến em giá 2.2 triệu kèm sạc nha. 2.2 triệu. Tiếp theo là con Samsung S7 nha anh em. S7 màn cong. À, có dán màn hình rồi. Nói chung màn hình còn rất là đẹp. Lưng sau dán keo luôn. Còn ok luôn. S7 bản này Việt Nam xài 2 sim này. S7 này. Máy riêng nguyên. Nói chung là còn ok luôn. Đó, mọi chức năng ok. Camera thử coi. VIP luôn anh em ơi. S7S, con này là màn hình 5.7. 5.1 chứ anh em. 5.1. 5.1 thôi. Nó gần 5.5 inch thôi. RAM 4 bộ nhớ 32 nha anh em. Pin 3000. S7S thì anh em biết rồi. Máy nhìn xài rất là chuẩn nha. Để anh em giá 1.4 triệu. 1.4 triệu kèm sạc cho anh em nha. 1.4 triệu cho con FBS. Và một con Vivo V7 Lut. V7 Lut. Lưng sau thì nhám nhám do xẹp lưng này. Kính thì đẹp can xà beng luôn. Đó, máy rất là ok. V7 Lut. Con này RAM 4 của những 64. Màn hình 5.99 là gần 6 inch anh em. Pin 3200. Để anh em giá 1850. 1850 kèm sạc cho anh em. Máy cực đẹp luôn. Anh em coi đi, không hề có vết xước nha. Tiếp theo là con Nokia 6. Nokia 6 màu đen. Vỏ thì có nhâm nhâm nhị cái máy gấp đây thôi.
Còn nói chung ngoại hình thì ra cũng đẹp thôi anh em, không vấn đề hết nha. Đó, máy này Nokia 1021 là Nokia 6 đó anh em. Kính đẹp, đại dáng cực lực, vỏ xe ok. Con này màn hình 5.5 inch, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 3000. Để anh em giá 1360, 1.360.000 kèm sạc. Và mình có một con Series 4, khách mới mua được tầm tháng thôi, bắt lại luôn. Anh em nào còn thì hú nha. Máy rẻ, máy thì bán lại rẻ cho anh em thôi. Series 4, RAM 1, bộ nhớ 16, màn hình 5.9 nha anh em, gần 6 inch. Và pin con này là 3007, máy thì còn full hộp. Đây cái miếng garanti camera chưa lột luôn nè, máy như mới luôn. Nói chung là mới sao nói vậy nè, không khác gì hết. Kéo cáp sạc tai nghe đầy nguyên luôn, khách là như chưa xài. Nói chung là như máy mới. Đây, ốp lưng còn đẹp, ốp lưng còn quá đẹp luôn. Uico Yeri 4, để mình coi thử coi cấu hình máy như thế nào. Mình mở máy mình ra cho anh em xem luôn nha. Nó đây anh em, FPT còn bán nha. Yeri 4 giá 1790, là 1.800.000 đó anh em. Đây RAM 1 của nhóm 16 này, pin 3730 này, hàng 5.9 này. Đó, nói chung là ok. Giá mới nó vẫn còn là 1.800.000 nha anh em, 1790. Rồi, mở hết độ sáng cho anh em xem nó dễ. Đó, máy thì nói chung là mới sao nói vậy anh em, bao cho anh em luôn. Cực đẹp, như mới mới. Yeri 4 máy giờ anh em về xài YouTube, lướt web thoải mái luôn. Bán em 1.1 triệu nha, 1.1 triệu bao ship tận nhà, 1.1 triệu bao ship tận nhà. Máy mưa mưa như mới anh em, khỏi lăn tăn mới cũ nha. Nói chung là như máy mới, 1.1 triệu bao ship tận nhà cho anh em luôn nha, để cho nó máu. Rồi clip này con máy Yeri 4 cũng đã kết thúc clip sáng hôm nay, và gần buổi trưa rồi. Thân ái chào cả nhà, nhớ bấm đăng ký kênh nha cả nhà, để ủng hộ mình cũng như đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình. Thân ái chào tất cả các anh em.